Mến chào quý khán thính giả trên kênh Little Sài Gòn News. Hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những bản tin chính sau đây. Twitter mở rộng chính sách bảo mật một ngày sau khi Jack Dorsey từ chức. Người dân ăn mừng khi Florida trở thành điểm du lịch hàng đầu nước Mỹ. Tối cao phát viện trao chiến thắng cho hàng ngàn nhân viên y tế trước Joe Biden. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Quý vị thân mến, một ngày sau khi đồng sáng lập Twitter Jack Dorsey từ chức CEO, công ty truyền thông xã hội này cũng đã công bố những thay đổi chính sách sâu rộng nhắm vào việc chia sẻ ảnh hoặc video của các cá nhân. Bắt đầu từ hôm nay, Twitter cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba, chúng tôi sẽ không cho phép chia sẻ phương tiện truyền thông riêng tư, chẳng hạn như hình ảnh hoặc video của các cá nhân riêng tư mà không có sự đồng ý của họ. Trước khi nói thêm rằng, việc xuất bản thông tin cá nhân của mọi người cũng bị cấm theo chính sách, cũng như đe dọa hoặc khuyến khích người khác làm như vậy. Nền tảng này đã cấm người dùng đăng hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của người khác, bao gồm danh tính, tài liệu, thông tin tài chính hoặc địa chỉ mà không có sự đồng ý của họ. Tuyên bố hôm thứ Ba của Twitter cho biết bản cập nhật chính sách mới nhất là phần mở rộng của các quy tắc trước đó. Theo chính sách mới, tài liệu bị báo cáo hoặc bị gắn cờ vi phạm chính sách sẽ được Twitter xem xét và có thể bị xóa. Những người vi phạm chính sách có thể bị đình chỉ vĩnh viễn khỏi nền tảng. Trong hầu hết các trường hợp, chính sách mới sẽ không được áp dụng cho các phương tiện truyền thông giới thiệu các nhân vật hoặc cá nhân của công chúng khi phương tiện truyền thông và văn bản tweet kèm theo được chia sẻ vì lợi ích công cộng hoặc tăng giá trị cho bài diễn thuyết của công chúng. Twitter cho biết trong bản cập nhật của mình không rõ điều gì đủ tiêu chuẩn cho nhân vật hoặc cá nhân của công chúng. Chúng tôi sẽ luôn cố gắng đánh giá bối cảnh mà nội dung được chia sẻ và trong những trường hợp như vậy, chúng tôi có thể cho phép hình ảnh hoặc video vẫn còn trên dịch vụ, theo tuyên bố của công ty có trụ sở tại San Francisco. Ví dụ, chúng tôi sẽ xem xét liệu hình ảnh có được công bố công khai hoặc đang được đưa tin trên các phương tiện truyền thông chính thống hoặc truyền thống hay không. Hoặc nếu một hình ảnh cụ thể và văn bản tweet kèm theo làm tăng thêm giá trị cho bài diễn văn công khai đang được chia sẻ vì lợi ích công cộng hoặc có liên quan đến cộng đồng. Hơn nữa, hình ảnh hoặc video có thể là một phần của sự kiện đáng tin tức do giá trị lợi ích của công chúng và điều này có thể lớn hơn rủi ro an toàn đối với một người, Twitter nói thêm. Trước đây, Twitter đã bị chỉ trích vì thực thi có chọn lọc các chính sách của mình, bao gồm cả năm ngoái khi công ty chặn việc chia sẻ một bài báo trên tờ New York Post liên quan đến máy tính xách tay của Hunter Biden và cho rằng thông tin đã bị tấn công, mặc dù không có bằng chứng. Sau đó, nó được tiết lộ rằng một chủ doanh nghiệp sửa chữa máy tính Delaware dường như đã lấy được chiếc máy tính xách tay sau khi nó bị bỏ lại ở đó và không bao giờ được lấy lại. Thiết bị này bao gồm các giao dịch kinh doanh ở nước ngoài của Biden trẻ tuổi, vốn đã trở thành chủ đề tranh luận giữa cựu tổng thống Donald Trump và ứng cử viên khi đó là Joe Biden vào năm ngoái. Hôm thứ Hai, Dorsey và Twitter thông báo rằng ông sẽ từ chức giám đốc điều hành của công ty mà ông đã giúp thành lập vào năm 2006. Twitter sau đó đã bổ nhiệm giám đốc công nghệ của mình, Parag Agrawal, làm giám đốc điều hành. Tôi quyết định rời Twitter vì tôi tin rằng công ty đã sẵn sàng để tiếp tục phát triển từ những người sáng lập, Dorsey viết hôm thứ Hai. Khoảng một năm trước, Agrawal nói rằng công ty của anh ấy nên tập trung ít hơn vào tự do ngôn luận và không cần giải thích thêm. Thay vào đó, công ty nên tập trung vào cuộc trò chuyện lành mạnh trước công chúng. Các bình luận nổi lên đã làm dấy lên lo ngại rằng Agrawal có thể có lập trường cứng rắn hơn chống lại quyền tự do ngôn luận trên nền tảng này. Vai trò của chúng tôi không bị ràng buộc bởi tu chính án thứ nhất, nhưng vai trò của chúng tôi là phục vụ một cuộc trò chuyện công khai lành mạnh và các động thái của chúng tôi phản ánh những điều mà chúng tôi tin rằng sẽ dẫn đến một cuộc trò chuyện công khai lành mạnh hơn, ông nói với Technology Review. Các loại những điều chúng tôi làm về vấn đề này là bớt tập trung vào suy nghĩ về quyền tự do ngôn luận mà hãy nghĩ về thời thế đã thay đổi như thế nào. Đại kỷ nguyên đã liên hệ với Twitter để bình luận về những tuyên bố trước đây của Agrawal. Người dân ăn mừng khi Florida trở thành điểm du lịch hàng đầu nước Mỹ.
Kể từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay, tiểu bang Florida đã chào đón hơn 32,5 triệu khách du lịch. Thống đốc Ron DeSantis cho biết con số này đã vượt quá số khách du lịch đến tiểu bang vào cùng kỳ năm 2019, tức là giai đoạn trước khi xảy ra đại dịch. Có thể nói, hàng đoàn những khách du lịch háo hức để được thư giãn trên những bãi biển đầy cát của Florida và Miami là một trong những điểm đến được tìm kiếm hàng đầu trên các trang web du lịch, theo Fox News. Florida là tiểu bang được vận hành bởi một thống đốc đảng Cộng hòa luôn đứng về phía các doanh nghiệp chống lại việc phong tỏa cũng như hạn chế liên quan đến việc đeo khẩu trang. Và điều này đã cho phép ngành du lịch, một trong những thế mạnh kinh tế chính của Florida, phát triển mạnh mẽ, ngay cả khi ngành kinh doanh và dịch vụ đang lao dốc ở các khu vực khác của đất nước này. Ông Milton Sgabi, phó chủ tịch của One Hotel South Beach, một trong những khu nghỉ dưỡng sang trọng nhất ở Miami, cho biết, thời điểm các biên giới và các chuyến bay được mở lại vào tháng 11, chúng tôi bắt đầu thấy các yêu cầu đặt phòng đến từ châu Âu và Nam Mỹ. Ông nói thêm rằng, chúng tôi đã có những bữa tiệc chia tay cuộc sống độc thân của các cô dâu, chúng tôi có những cuộc đoàn tụ, chúng tôi cũng đã có những đám cưới không lớn như trước đây mà là những đám cưới nhỏ và hầu như vào mỗi cuối tuần. Cuối tuần trước, chúng tôi đã tổ chức 3 đám cưới. Đáng chú ý là với ngành du lịch đang hoạt động sôi nổi trong những tháng vừa qua, Florida hiện đang được xem là tiểu bang có số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày trên đầu người thấp nhất trong tất cả các tiểu bang ở Hoa Kỳ. Theo The Epoch Times, một bản cập nhật được công bố hôm 26 tháng 11 vừa qua cho thấy, tính đến cùng ngày, Florida đã báo cáo rằng trung bình mỗi ngày có 1.393 ca nhiễm COVID-19, con số này tương đương với khoảng 6 ca nhiễm trên 100.000 dân và tiếp tục giảm 5% trong 2 tuần qua. Trước tỷ lệ ca nhiễm thấp ở Florida, thư ký báo chí của thống đốc Ron DeSantis là cô Christiana Bosso đã nói với Fox News vào cuối tuần trước rằng điều này chỉ đơn giản là một lần nữa cho thấy sự thành công của các chính sách dựa trên dữ liệu và khoa học của thống đốc DeSantis. Ông ấy luôn đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu và điều đó vẫn tiếp tục. Và thậm chí ngay trong đợt bùng phát do biến thể Delta vào mùa hè này, những gì ông ấy nhận thấy rằng sẽ giúp ích cho tiểu bang không phải là các lệnh đeo khẩu trang bắt buộc ở trường học hay các đợt phong tỏa, mà là việc cung cấp các phương pháp điều trị thực sự hữu hiệu. Trong thời gian đại dịch, ông DeSantis, một thành viên đảng Cộng hòa, đã cho dỡ bỏ các lệnh đeo khẩu trang bắt buộc và ký ban hành luật cấm bắt buộc tiêm ngừa trong tiểu bang. Ông đã được đảng Cộng hòa ca ngợi vì điều này. Tuy nhiên, đảng Dân Chủ cùng các chuyên gia trong giới truyền thông đại chúng đã kịch liệt chỉ trích ông. Vào đầu tháng này, Florida đã đệ đơn kiện chính phủ Tổng thống Biden về lệnh bắt buộc tiêm ngừa COVID-19 dành cho chủ lao động. Lệnh này được ban hành thông qua Cơ quan Quản lý Sức khỏe và An toàn Lao động. Lệnh bắt buộc dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 4 tháng 1 sắp tới, yêu cầu các doanh nghiệp có từ 100 nhân viên trở lên phải buộc nhân viên của mình xét nghiệm COVID-19 hàng tuần và đeo khẩu trang, nếu không thì phải tiêm ngừa COVID-19. Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ khu vực thứ 5 của liên bang đã ban hành một lệnh vài ngày sau đó, mục đích là để ngăn chặn việc thực thi quy định của Cơ quan Quản lý Sức khỏe và An toàn Lao động. Trong khi đó, một loạt đơn khiếu kiện liên quan đến lệnh tiêm chủng bắt buộc của ông Biden đã được tổng hợp lại thành một kháng nghị pháp lý và sẽ do Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ khu vực thứ 6 xét xử. Khoảng một tuần trước, các luật sư của Nhà Trắng đã yêu cầu Tòa phúc thẩm khu vực thứ 6 khôi phục quy định bắt buộc tiêm ngừa COVID-19 được ban hành thông qua Cơ quan Quản lý Sức khỏe và An toàn Lao động. Tối cao Pháp viện trao chiến thắng cho hàng ngàn nhân viên y tế trước Joe Biden. Theo The Epoch Times đưa tin, hôm qua, thứ Hai, ngày 29 tháng 11 theo giờ Mỹ, một thẩm phán liên bang đã tạm hoãn lệnh bắt buộc tiêm ngừa COVID-19 dành cho nhân viên y tế của chính phủ Tổng thống Biden, nhưng phán quyết này chỉ áp dụng cho 10 tiểu bang. Trước đó, một lệnh bắt buộc do Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid ban hành vào đầu tháng này đã yêu cầu khoảng 17 triệu nhân viên y tế ở Hoa Kỳ phải tiêm ngừa COVID-19, nếu không sẽ bị chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, thẩm phán địa hạt Hoa Kỳ Matthew Sell, một người được cựu Tổng thống Trump bổ nhiệm, đã phán quyết rằng CMS không có thẩm quyền để áp đặt một lệnh bắt buộc tiêm ngừa trên diện rộng như vậy. Trong một phán quyết dài 32 trang, chấp thuận một yêu cầu ban lệnh hoãn sơ bộ, ông Sell đã viết như sau.
Các nguyên đơn có khả năng thành công khi đưa ra lập luận rằng Quốc hội đã không cấp cho CMS quyền ban hành quy định mà chúng ta đang đề cập ở đây. Đơn kiện đã được gửi từ tiểu bang Missouri và 9 tiểu bang khác bao gồm Nebraska, Alaska, Arkansas, Kansas, Iowa, Wyoming, South Dakota, North Dakota và New Hampshire. Phía nguyên đơn khẳng định rằng lệnh bắt buộc nhân viên y tế tiêm ngừa là bất hợp pháp, một phần vì nó là tùy tiện và bất thường, hơn nữa lại là một hành động bị cấm theo đạo luật thủ tục hành chính. Tổng chưởng lý Missouri là ông Eric Smith, một thành viên đảng Cộng Hòa, nói với các phóng viên ở Columbia rằng mặc dù phán quyết hôm nay là một thắng lợi, nhưng còn rất nhiều việc phải làm. Hãy để tôi nói rõ, văn phòng của tôi sẽ không lùi bước trong cuộc chiến này. Tôi sẽ tiếp tục đẩy lùi từng bước mà chính phủ độc tài này lạm quyền theo cách mà chúng ta đã đang chứng kiến, bất cứ khi nào điều này xảy ra và ở mọi cấp chính quyền. Việc áp dụng một lệnh hoãn sơ bộ của thẩm phán Matthew Sell là một biện pháp tạm thời trong khi vụ kiện vẫn đang diễn ra tại tòa án. Lệnh này có thể trở thành vĩnh viễn hoặc cuối cùng có thể bị hủy bỏ. Tổng chưởng lý Nebraska Dow Peterson, một thành viên đảng Cộng Hòa, cho biết trong một tuyên bố như sau: điều này có ý nghĩa quan trọng đối với các nhân viên y tế ở Nebraska, đặc biệt là các nhân viên y tế ở các bệnh viện nông thôn, những người đang phải đối mặt với những tác động nghiêm trọng vì lệnh bắt buộc tiêm chủng này. Phán quyết hôm nay ngay lập tức ngăn cản việc thực thi lệnh tiêm ngừa đó. Dẫu chúng tôi đoán là chính phủ liên bang sẽ yêu cầu tòa phúc thẩm khu vực thứ 8 xem xét ngay lập tức, nhưng chúng tôi tin rằng những phân tích của tòa án xét xử lần này sẽ được xác nhận. Cũng trong một bản tin liên quan, một thẩm phán tòa án liên bang Mỹ ngày 29 tháng 11 đã ra phán quyết chặn lệnh tiêm vaccine bắt buộc của Tổng thống Mỹ Joe Biden, theo tài liệu của tòa án do tờ Business Insider thu thập. Các bang Missouri, Nebraska, Alaska, Arkansas, Kansas, Iowa, Wyoming, South Dakota, North Dakota và New Hampshire giữa tháng này kiện chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden lên tòa án liên bang, cho rằng quy định bắt buộc nhân viên y tế tiêm vaccine COVID-19 là vi hiến. Thẩm phán Matthew Self tại tòa án liên bang quận Đông Missouri ngày 29 tháng 11 ra phán quyết chấp thuận đơn khiếu nại. Ông Self yêu cầu chính phủ Mỹ dừng lệnh bắt buộc tiêm vaccine COVID-19 với nhân viên tại các bệnh viện và cơ sở y tế nhận được tài trợ từ chính quyền liên bang ở 10 bang trên. Thẩm phán Matthew Self là người được cựu Tổng thống Donald Trump đề cử năm 2019, nói phán quyết của ông sẽ mang lại lợi ích cho các nhân viên y tế vì nó đảm bảo các cơ quan liên bang không thực thi quyền lực vượt quá thẩm quyền được Quốc hội giao. Thẩm phán cũng cho rằng lệnh bắt tiêm chủng bắt buộc sẽ gây tổn hại đến khả năng chăm sóc bệnh nhân và sứ mệnh cứu người của các cơ sở y tế. Ngày 4 tháng 11, Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid thuộc cơ quan liên bang Mỹ ra quy định bắt buộc nhân viên y tế, các tình nguyện viên và những người làm việc cho bên thứ ba phải tiêm vaccine bắt buộc tại 15 cơ sở chăm sóc y tế. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng ra quyết định tiêm chủng bắt buộc đối với các công ty có hơn 100 nhân viên. Quy định có hiệu lực từ ngày 4 tháng 1 năm 2022. Hôm ngày 6 tháng 11, một tòa phúc thẩm cấp liên bang ở Mỹ cũng ra phán quyết chặn lệnh tiêm vaccine COVID-19 bắt buộc đối với các doanh nghiệp trong nước của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Phán quyết trên có hiệu lực ở 5 bang gồm Texas, Louisiana, South Carolina, Utah và Mississippi. Thưa quý vị, và bản tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin tức của chúng tôi tại đây. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trên chương trình tin tức của kênh Little Saigon News.